Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bình minh của Mai là 8 giờ sáng nhé. Vừa ngủ dậy nhìn ra ngoài xe chạy tấp nập. Tối nay gia đình nhà Mai sẽ ăn tối ở đây. Đó. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là dưới đây có cây sảnh, có cái vườn đó, và có những bộ bàn ghế là tối nay gia đình nhà Mai sẽ ăn tối tại khách sạn nhé. Mai có thói quen là khi ngủ dậy đó thì Mai không có đánh răng rửa mặt và bao giờ ăn sáng trước. Hôm nay cũng vậy đấy, bao giờ đây Mai ngủ dậy ăn sáng xong rồi sau đó là mới đánh răng rửa mặt. Đây là những cái dãy phòng của chú anh chị các bạn. Đó. Những dãy phòng nhá. Và gia đình nhà Mai đây, gia đình nhà Mai ở dãy này. Tất cả mọi người đi ra chỗ trung tâm này thì sẽ có hai bên có cầu thang máy. À, vâng. Ở Pháp thì họ ăn sáng muộn hơn ở Việt Nam nhé. Ở Việt Nam thì nhiều khách sạn họ ăn sáng từ 6 rưỡi hay 7 giờ sáng đến 9 rưỡi sáng à. Nhưng mà ở Pháp thì từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi. Rất yên tĩnh buổi sáng nhé. Mai rất thích cách họ thiết kế nội thất ở trong khách sạn này nhé. Họ làm 3 màu chủ đạo, nhưng mà họ vẫn pha trộn thêm một vài màu, nhưng Mai thấy rất là đẹp, rất là tinh tế, sang trọng. Chứ nó không có làm cho mình giống như kiểu là nhiều màu quá làm lộn xộn ấy. Thật sự là Mai rất là bất ngờ. Cho Mai trang trí thì sẽ trang trí không thành đâu, chắc không đâu vào đâu, vì mình không làm được đó. Nên họ thiết kế mình rất là thích. Đặc biệt cái màu xanh cổ Việt này đó là cô chồng Mai rất thích nhá. Trong nhà cô chồng Mai cũng rất trang trí rất nhiều màu sắc như thế này. Elle a pas de thé ici? À café. Đây là gian Mai rất thích nhá. Sáng hay trưa cũng vậy đó. Ở trong khách sạn này đó, giống như là nhiều khách sạn mà cũng giống như là ngang bậc, thứ bậc với nhau nhé. Thì Mai thấy khách sạn này nó không có nhiều lựa chọn giống như kiểu là ở Tây Ban Nha. Tại vì Mai thấy ở Tây Ban Nha thì nó cho mình quá nhiều lựa chọn, nhưng mà đôi khi Mai thấy nó không cần thiết. Ở đây thì họ bài sắc ít hơn, gọn hơn, nhưng mà rất là chất lượng nhé. Hôm nay thì Mai ăn sáng mặn, nên Mai chỉ có tập trung ở cái gian mặn thôi. Nó có rất là nhiều lựa chọn đi vào sâu ở trong nữa. Nên là ngày mai đó thì Mai sẽ ăn ăn sáng ngọt. Nên là Mai sẽ đi sâu vào bên trong cái khu bánh và khu trái cây cho cô chú anh chị các bạn xem. Đặc biệt thì Mai có thói quen uống trà vào buổi sáng. Trà ở đây thì chưa phải là ngon nhất. Họ cũng để trà thông dụng thôi. Mai chọn một gói trà xanh. Ngày mới của Mai nhé. Ngày mới bắt đầu. Ok. Et tu manques le pain, ça fait quoi? C'est de commencer, hein? Lui. Lui thì luôn ăn gì ạ? Bà bà cà phê. Mỗi Mai ăn mặn đấy nhỉ. Mì cho mì tôm là chọn mì tôm ngay.
chị bên phe mì tôm mà chị bên phe sao? Ở đây thì mứt trái cây họ bày sẵn ra bàn thế này nhé. Có đủ vị như là vị sơ ghi này, vị pest này, vị mơ này, vị đào vị mơ đó. Và đặc biệt là có lọ mật ong nhỏ xíu, rất là dễ sinh. Mọi người có thể ăn sáng ăn với bánh ngọt hoặc uống trà. Mai rất thích như vậy tại vì là mỗi người sử dụng một lọ nhỏ đó, nó sẽ không bị vương vãi ra ngoài. Đây là đĩa ăn sáng thứ hai của Mai nhé. Đó. Chưa vừa bắt được tomat ra. Nếu mà có quả cà chua vẫn là xong. Đó. Nhẹ nhàng thế này đây là trời ơi. Phải đến nói là no đến tối luôn ấy, đừng có nói no đến trưa. Đó, dăm bông đây rất là ngon nhá. Thêm cái bánh mì vào nữa cô chú anh chị các bạn thấy không? Thế này thì làm sao mà